Rồi em quan mến chào cô chú anh chị luôn. Chúc cô chú anh chị một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó, những cái hình ảnh vừa rồi đó là cái nét văn hóa của bên công ty em ha. Mỗi buổi sáng phải tụ tập với nhau để chào nhau, báo cáo tình hình, doanh số của ngày hôm qua. Đó. Và hôm nay mục đích em làm video này thì em thật sự em muốn chia sẻ như thế này. Thì gần đây thì em hoàn quá bất ngờ. Tại vì nhiều khách hàng liên hệ em mua xe mà không đến gặp mà trực tiếp gặp em. Đó, mà không đến trực tiếp gặp em, không đến công ty luôn. Đó, rồi không cần hợp đồng luôn. Đó, chuyển khoản một cục 5-600 triệu vậy đó vô tài khoản công ty. Đó, em hoàn chỉ có cơ hội gặp được khách hàng một ngày duy nhất, đó là ngày giao xe thôi. Đó, cái này em hoàn thật sự quá bất ngờ. Nên hôm nay là em hoàn quay cái video này thì để là tăng thêm cái áo giáp cho em Hoàng. Đó, tăng thêm cái niềm tin cho cô chú anh chị nha. Thật sự cô chú anh chị đã tin rồi, nhưng mà cái ở hôm nay thì em Hoàng nhờ những anh chị vừa rồi đó thì em Hoàng mới có ý tưởng là em Hoàng làm cái video này. Đó, thì tất cả các thông tin tài khoản chuyển khoản ngân hàng thì em Hoàng có để ở trên màn hình ha. Tài khoản chuyển khoản là công ty ô tô Dũng Phong nhân cô chú anh chị, công ty ô tô Dũng Phong. Đó, bên đây là Hyundai Long An là bên em ha. Đó, rồi qua bây giờ em Hoàng mời cô chú anh chị ha cùng theo em Hoàng vào bên trong công ty nha. Cái này là để cho cô chú anh chị là xem qua sơ lược về em thôi. Để cho cô chú anh chị có mua xe hay gì á, chuyển khoản thì cứ chuyển khoản thoải mái nha. Rồi mời cô chú anh chị cùng em vô showroom nha. Thì em nhắc lại thì em quay video này chủ yếu là tăng cái độ cứng hay tăng cái áo giáp cho em thôi ha. Đó. Và đây là showroom bên em nha. Đó. Rồi sẵn đây em quay cho cô chú anh chị xem cái số hotline, những cái số mà hotline bên em ha. Đó, đây cô chú anh chị xem qua giúp em ha. Rồi cô chăm sóc khách hàng 0942 660 662. Cái này bờ bán hàng là phòng kinh doanh đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị có phản ánh gì về em á thì cứ liên hệ về số này 0947 660 662. Đó, anh chị cứ gọi vô mấy số này nha, người xác định em Hoàng. Cô chú anh chị có cần bảo dưỡng sửa chữa gì đó thì có liên hệ vào số dịch vụ 0948 660 662 nha cô chú anh chị. Rồi đây là showroom bên em nha. Đó, em Hoàng đi một vòng đó. Rồi giờ em Hoàng vô phòng làm việc của em ha. Come on. Rồi mời cô chú anh chị xem qua ha. Đây là phòng làm việc của em. Em ngồi có vị trí nhỏ xíu này nha. Nguyên phòng chỗ này là chỗ của em nhỏ xíu này à. Đó. Rồi giờ em mời cô chú anh chị cùng đi xuống kho xe và xưởng sửa chữa bên em ha, dịch vụ ha. Ủa, để hỏi nhỏ này coi biết em không? Ê bé, có biết anh không bé? Dạ không mà, em biết anh là ai chưa? Không biết luôn hả? Rồi, không thấy mặt luôn nè. Biết không, biết anh là ai không? Bé xe. Rồi. Rồi em biết anh đâu? Biết anh Hoàng, anh Hoàng đẹp trai. Thẳng con trai luôn em. Okay. Rồi em thành con trai nha. Cảm ơn. Em có thích lên sóng, thích lên mạng. Còn đây là xưởng bên em nha. Đó, phần dịch vụ đây đầy đủ hết. Rồi em Hoàng quay sơ qua thôi. Giờ mời cô chú anh chị xem qua cái phần kho xe bên em nha. Xe bên em hiện tại thì tất cả dòng xe ha, đầy đủ hết cho cô chú anh chị nha. Rồi đấy, xe màu xanh. Màu xanh này đó, chiều nay là em Hoàng giao rồi. Chiều nay em Hoàng giao xe này nha cô chú anh chị. Đó. Giờ đi em vòng qua ngày kho nha, ngày kho xe. Đó, mình coi qua. Bên em là kho xe lớn nhất khu vực miền Tây luôn. Cô chú anh chị chỉ cần
nhấc máy lên gọi em Hoàng á là xe nào cũng có nha. Đây, đây kho xe em dài khoảng 1 cây số luôn nha cô chú anh chị. Này đậu 1, 2 hàng luôn nè, cô chú đi em mỏi chân luôn nè. Này phải em kêu một chiếc xe em chạy từ từ quá. À. Rồi cô chú thấy em Hoàng ha. À. Rồi cô chú mua xe hay gì đó, giờ thì cô chú cứ chuyển khoản vô tài khoản công ty, khỏi cần tới công ty gặp em Hoàng cũng được đó. Rồi. Rồi quay vậy cho cô chú với anh chị xem qua thôi, giờ em vô đường này nha. Hello Danh. Hello, 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 hello Danh. Hello. Rồi. Đó. Em được cấp lệnh bài miễn tử là em được đi khắp nơi ở Su Gâm nha cô chú anh chị. À, được được đi khắp nơi đó. Dạ mời cô chú anh chị cùng em lên lầu nha. Rồi. Đây là phòng chờ, phòng dịch vụ khi mà cô chú anh chị xuống đây bảo dưỡng ha, có phòng đây ngồi ha cô chú anh chị. Rồi, em quay lên lầu. Hello Tâm. Hello Tâm. Rồi cảm ơn Tâm, chúc anh bán được nhiều xe chứ. Ồ ngày tốt lành anh. Rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Để quay rồi. Đây cô chú anh chị ha, đây là phòng chăm sóc khách hàng ha. Đó, thì nãy số điện thoại em Hoàng có để ở dưới ngoài kia. Có gì cô chú anh chị có ý kiến gì em Hoàng thì cứ gọi vô ha. Em Hoàng đi vòng hồi chứ kẹo mấy phòng ban. Hồi chắc em Hoàng bị đó. Đầy đủ hết nha cô chú anh chị. Rồi, chào cô chú anh chị nha. Đây là phòng tên, đó. Rồi. 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 Cảm ơn các bạn nhiều nha. Rồi, em Hoàng xin kết thúc video ở đây nha. Cô chú anh chị, cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ em Hoàng nha. Cô chú anh chị mua xe cần giá tốt, khuyến mãi tốt, khuyến mãi nhiều á, thì cứ liên hệ em ha. Rồi bye bye.